xin chào các bạn. Mình là Thảo. Mình là Mi. Mình là Thủy. Đây. Đây. Có mỗi cái kịch bản thôi mà không bao giờ thuộc. Hôm nay bọn mình sẽ làm một cái video đó là thử các món ăn vặt rất là lạ và đặc biệt ở trong 7-Eleven của Thái Lan. Thì đợt vừa rồi mình có một chuyến công tác ngắn ngày ở Thái và mình quyết định là mua một vali đồ ăn ở 7-Eleven, những cái món mà mình chưa được ăn thử bao giờ, để cho hội này ở nhà review và đánh giá. Đây có rất là nhiều các cái loại bim bim snack kiểu đặc biệt ý, vị tôm yum này, vị cà ri, vị trứng muối và rất là nhiều các loại sô-cô-la đặc biệt. Sô-cô-la. Sô-cô-lu. Mình chưa được ăn cái này bao giờ. Đây là kẹo dưa hấu và kẹo chanh ấy. Eminem nhưng mà là sô-cô-la thanh. Sô-cô-la. Và Eminem caramel, bánh Ovaltine. Đó, hôm nay sẽ là một clip chỉ cần đồ ngọt thôi. Kẹo sô-cô-la Ovaltine. Cái này sô-cô-la của Oreo kết hợp với cả Dairy Milk. Trời ơi, mình nhìn cái này lẽ là phải mua thêm mới đúng. Nhưng mà mình sợ béo nên mình không dám mua nhiều, vì mình sẽ ăn. Và một cái bánh gì đấy rất là random của Thái Lan nhưng mà nó bị vỡ ở trong vali. Tất tưởng mày ăn hết rồi cơ. Ừ. Chưa ăn một tí nào luôn, chưa bóc luôn. Đây này. Để thử món đầu tiên, chúng mình sẽ thử trứng muối. Bim bim trứng muối. Lay ở Việt Nam có mà đúng không? Lay's là một brand tương đối nổi tiếng ở Thái và mình thấy là kiểu đi đâu cũng nhìn thấy cái brand này. Nhưng mà nó có rất là nhiều vị so với cả những hãng bim bim bình thường thì nó nhiều vị hơn hẳn ấy. Thử đi. Không mãi. Có một bí mật là cái bim bim này em thích ăn vụn thôi, bởi vì là nó sẽ được, mình sẽ cầm mấy cái bé bé hơn như này, thơm hẳn, một thơm mùi trứng muối luôn ý. Sau mình sẽ cầm vào nhau để mình cắn một lần giòn mấy cái. Ngon. Ngon. Mọi người biết cái bim bim da cá trứng muối của Singapore không? Giống rồi. Giống nhở? Không. Mà rẻ. Nó rẻ hơn rồi. Mấy đồng? Chỉ có mấy đồng thôi, nhưng mà cái bim bim da cá của Thái Lan ấy mua mấy trăm nghìn một túi luôn ý. Cái này giống ngon. Cái vị sốt trứng muối mà ăn ở hàng hải sản ấy. Ốc ấy. Ngon lắm luôn. Kiểu thơm thơm bùi bùi ấy. Ăn đồng cái da cá trứng muối thôi. Nhưng mà khoai tây trứng muối ngon hơn, tại da cá hơi tanh. Nhưng da cá cũng ngon. Ăn đồng cái khoai tây trứng muối. Thôi ăn thế thôi nhá. Quá nhiều calo. Vớt em này. 9 điểm rưỡi. 9 điểm. 10 điểm. Em phải vớt. Thôi. Phải 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Mình thích. Hợp lý. Bạn nào sang Thái nhớ ăn món này. Tiếp đến sẽ là Lay's vị tôm yum. Ở Thái cái gì cũng cho tôm yum vào ấy. Nhưng hôm nọ mình đi ăn spaghetti vị tôm yum ấy. Pizza vị tôm yum không? Chưa ăn thử bao giờ nhỉ? Chưa. Em đi Thái em thích ăn đồ ăn vặt. Mùi xả ấy, xả nồng ấy. Chua chua. Chủng mùi lẩu Thái. Lẩu Thái. Không thích lắm nhỉ? Bình thường. Nó được, cũng ngon. Vui mồm lạ lạ. Ăn lạ lạ. Nhưng mà mình không thích mùi xả nồng quá. Mùi xả nó bớt nồng đi một tí. Kiểu nó đậm vị hơn mà nó bớt kiểu chua vừa thôi. Cái này là vị thiên về chua quá. Nếu mà nó kiểu xả. Chanh xả. Bim bim chanh xả. Bim bim chanh xả. Bim bim sang chảnh. Hôm nay mình sẽ vốt 5. Hồi đây bao nhiêu là chị? 5 điểm rồi. Không nhớ nữa. Chị quên mất rồi. Chị mua cả cái này với cả cái đống đồ make để chị làm content make up. Chị sử dụng đồ trong 7-Eleven ấy. Hết tổng cộng là 1.000 bạc tất cả mọi thứ. Cả đồ make, cả đồ ăn là nó rơi vào tầm 700.000. Ôi, siêu rẻ. Là cả đồ make và cả toàn bộ đồ ăn đấy. Vị tiếp theo là gì đây? Đây là vị cà ri cua. Cái chắc ngon đấy. Mình rất là thích ăn cà ri. Nhưng mà nó lại không thích ăn cua. Nhưng mà ăn cua, vị cua thì được. Nhưng mà nó không có con cua thật đâu nên nó không cần phải lo. Chị Thảo không ăn tôm mà ăn tôm mà. Ơ, sao Thái chị có ăn tôm yum không? Không thích cái mùi curry lắm. Vậy nên không ăn con tôm đúng không? Đúng mùi kiểu nồng ấy. Nhưng mà nó nồng quá, nó không thơm như mùi cà ri bình thường. Cái nhưng cà ri của Việt Nam mình tự làm ý, nó đỡ cái mùi của cà ri nước ngoài, nó nồng nhiều mùi. Ngon. Ngon đấy. Nhưng mà phải công nhận là mùi không thơm không? Ở bên Thái người ta làm bim bim mùi của đặc trưng luôn ấy. Mùi rất là chuẩn luôn. Cái này thơm này. Giòn. Ăn vào thấy tự nhiên cái mùi này lớn thơm nhỉ. Nhưng mà các bạn ăn vào ấy, các bạn sẽ thấy nó có cái mùi bùi và thơm của khoai tây kèm với cả vị cà ri. Nó rất là ngon. Cái này mình sẽ cho 9 điểm. 8 điểm. Mình không thích cà ri lắm. Mình thích cà ri. Một em nữa của Lay's, em này là miên cam crop roast flavor. Này là con tôm ấy. Tôm vùng đất. Với cả rất nhiều ớt với cả chanh. Chắc là một cái món đặc trưng nào đấy của Thái Lan thì nó mới tên, nó mới dài dòng như thế này đúng không? Gừng. Mì không thích ăn gừng mọi người ạ. Mì bảo cho không ăn. Mì ghét ăn gừng. Thỏ ghét ăn ớt xanh ớt đỏ.
Thơm lắm. Thơm lắm hả? Ừ. Cái gì cũng thích ăn. Thơm bình thường. Thơm mà. Chị làm em phải ngửi theo. Thơm không? It was at this moment he knew he fucked up. Ê, cái món này ăn giống nước gội đầu. Không. Mày ăn nước gội đầu rồi. Ờ. Giống cái mùi nước gội đầu mà lá lá mà ở ngoài hàng người ta hay gội xong thơm thơm ý. Đúng. Ờ. Giống mùi cái lá. Giống mà. Lá chanh á. Hai điểm. Đợi chó. Không, cái này cũng không tệ lắm đâu. Chẳng qua là nó bị giống cái mùi nước gội đầu thôi. Nhưng thực ra thì cái vị của nó kiểu chua chua, mặn mặn, cay cay. Các bạn cảm tưởng tương đối giống cái vị tôm yum này. Ở nhà mà đun một cái nồi nước để xông giải cảm, nước bị ốm ấy. Cái mùi ý, trong phòng xông hơi ấy. Ít như ở ít như là ngồi cầm gói bên này ăn thì ít như là dùng đầu lên xông vậy. Vừng gói chanh các kiểu mà. Thế ơi, ừ, chân một miếng trứng muối để em cứu lại tất cả mùi vị của em đi. Lấy lại vị giác. Ăn cái này thơm rồi đấy. Biết thì lấy nhiều trứng muối hơn. Ngon rồi đấy. Bạn nào mà thích ăn cái bim bim trứng muối của Singapore ấy mà thấy đắt quá không mua nổi ấy. À đây là giải pháp. Thì em sẽ chụp ảnh lại cái này để nhờ mấy bạn bán hàng Thái để gửi rủ với sách đầy. Được. Ngon lắm. Thế luôn. 10 điểm. Uống nước rồi đấy, vị giác. Ngon thế. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Cho em. Em đang ăn xong vị ngon trong từng ngón tay em mút thì lại ra vị mấy ngón kia. Vị này hình như là vị sushi. Rong biển à? Rong biển. Chắc là vị rong biển. Đây là vị ăn tiếng Thái thôi. Sushi cá hồi cuốn bơ. Con Thủy nó tự bịa ra đấy. Đây này cá hồi. Cá hồi bơ đây. Nó nhìn hình nó bịa ra thế đấy nhưng mà tên thì mình không chắc đâu. Nhưng cái này trông đẹp nhỉ. Ăn cũng kiểu ngon nhưng mà kiểu basic ấy. Ừ. Ngon. Ngon. Mình cua ấy. Ăn mình cua ấy. Ừ. Ăn dạ. Mình cua của mình ngày xưa, mình cua còn xanh ấy. Nhưng mà nhạt hơn mình cua. Cũng ngon mà. 9 điểm. 8 điểm. 8 thôi. À, khó tính nhỉ? Chính là điểm rất giỏi. người dễ ăn uống. Một người dễ ăn uống cho hay. Người nghiện ăn vặt cho hay. Ăn nữa đi. Thực ra ấy, cái này thơm á. Ngói nữa. Ăn vài miếng thì mới thấy nó ngon. Ừ, ăn càng ăn càng thấy ngon đấy. Và càng ăn càng béo. Ăn đi còn có sức mà giảm cân chị ạ. Đúng rồi. Ăn xong bọn mình sẽ đi tập. Ăn nước ở cùng đi. Ăn tập yoga. Cái này là hot chili vị ớt siêu cay. Đấy ăn vãi này con Thủy đúng không? Không phải em. Thủy rồi. Không phải cháu. Thủy sún mà, răng Thủy bị sún. Thần rớt. Ăn thử luôn. Em cứ chảy ngang đi. Hò tay vào một tí. Em có không... thể kéo té dài hơn như em đó. Quyết định dừng lại ở đấy chứ. Ui. Em mà không có hải ở đây nhờ. Cay không? Cay rồi. Nhưng mà ngon. Ơ thì chú không ăn được cay à? Vâng. Không, nhưng mà không cay mức. Có cay đấy. Có cay đâu. Nó tê dần. Nhìn đấy là bim bim cay các bạn ạ. Tại vì nó có hình hai quả ớt. Nó cay hơn các loại bim bim cay bình thường. Có nghĩa là ăn nó không cay đâu. Nó cứ dần dần nó tê. Tê dần dần, dần tê dần dần. Đúng không? Lúc mình nhai miếng đầu tiên mình tưởng không cay. Không, lúc sau mình bắt đầu thấy là ê, nó nóng ở trong này. Ui. Bim bim kỳ diệu ấy. Ui. Kiểu mọi người càng nhai nó càng cay ấy. Lén lút thè lưỡi. Thủy vẫn đang khóc. Khóc từ nãy đến giờ. Thủy không ăn được cay rồi ạ. Thế để bọn mình sẽ ăn một cái bánh mình mua được ở trong 7-Eleven. Cay. Mình mua được ở gian bánh ngọt ở bên Thái. Ăn không? Nghe có vẻ giòn giòn. Ui ghê, ghê quá. Cái này như giấy. Ẩm tưởng. Cho miệng. Nó tan luôn. Tan, nó tan kiểu ngấm luôn ý. Bánh này lạ lắm. Nó như kiểu là một cái bánh bên trong có hạnh nhân. Nhưng mà cái lớp bánh của nó vô cùng xốp, tan rất là nhanh. Cho miệng nó tan luôn đi. Mà nó giòn. Ồ, hạnh nhân của sô cô la. Hạnh nhân mà ăn bảo thấy vị hạnh nhân rồi. Mày ơi, dùng mình quá.
Ủa tiếng nhai bánh liên quan gì mà dùng mình? Tiếng nghe nó như tiếng giấy ấy mày ạ. Mày tưởng tượng thật luôn. Ừ, ngon. Ngon mà. Ừ, nhưng bánh này ngon. Cái bánh này nó không bị ngọt quá. Không được. Mà nó kiểu nhan nhác, xong rồi thơm thơm, ngậy ngậy, bùi bùi vị hạnh nhân nữa. Mình sẽ cho em này 9 điểm. Ngon nhưng mà cứ dùng mình ý. Mi bị sợ tiếng xé giấy ấy, mọi người. Nhưng mình thấy chả giống gì cả. Chấm điểm đi. 9 điểm. Sikula của Oreo và Dairy Milk. Trời ơi. Mọi người biết không, trước khi mà mình vào 7-Eleven, mình nhìn thấy hình ảnh của cái này trên mạng, xong mình bảo là trời ơi, mua ở đâu bây giờ, mua ở đâu bây giờ. Thế nào mà đi ra 7-Eleven gặp luôn. Nó là lực hấp dẫn đấy. Đúng là mình có sức hút với sô-cô-la. Sẽ được bọc như thế nào. Trông đáng yêu quá. Được. Đây là âm thanh hạnh phúc đấy mọi người ạ. Chưa ăn đã uồi. Trông có vẻ ngon đấy. Tính lên mũi thôi. Nhìn này. Nhìn này cái gì. Quên mất. Ngon không? Ui. Em không dám cười, sợ đen đăng. Nhưng mà ngồi nó là sô-cô-la sữa, giống kiểu bên ngoài là Dairy Milk, bên trong là cái lớp kem và bánh của Oreo. Đúng rồi, kem của Oreo và bánh của Oreo. Nhưng mà giòn hơn bánh Oreo đấy. Không, và bánh Oreo đấy, nhưng mà nó kiểu đó. Nó ngon đấy. Ngon cực, thơm cực. Kiểu sô-cô-la, ôi, bánh quy. Mày sẽ tăng 1 cân 11 điểm. 1 điểm thừa ra là 1 cân của mày đúng không? Ôi đỉnh cực. Đỉnh tiếp nào. Ui. Đỉnh bãi trưởng luôn. Ai nghĩ ra cái món này thế? Cái này mà cho vào tủ lạnh thì thích nhỉ. Mình không ăn được ngọt nhiều. Không phải đâu, nó tiếc ấy. Tao sẽ cho mày mang tiếng tiếc. Tiếng là mình luôn. Mình lại cười nhỏ, mình sợ đen răng. Ngon thật đấy. Đây gọi là phê ngửa cổ đây. Một phút tưởng niệm. Vì cái bánh sắp hết, không ăn. Hết sạch luôn. Hết teo. Mình ăn một miếng. Wow. Không thật. Hạnh phúc quá. Giữ lại cái vỏ để chụp ảnh. Ngon quá mọi người ạ. Đấy là món đầu tiên của mình ăn sạch sành xanh. Món tiếp theo chúng mình sẽ ăn tới Eminem Caramel. Ý là bên trong thay vì nó là cái hạt hạnh nhân thì nó sẽ là lớp caramel ở bên trong ấy. Và bình thường là em là toàn sô-cô-la không? Nó có hai loại. Một loại là chỉ có sô-cô-la ở bên trong không. Một loại là có cả hạnh nhân ở bên trong nữa. Mình không phải một đứa thích ăn nuts. Thế là mình không thích sô-cô-la có nuts. Kiểu hạt to quá ở bên trong. Nuts mà nó vụn vụn ra ấy thì mình có thích ăn. Nhưng mà nguyên một cái cục nuts như thế này ăn không thích. Nói chung mà nó không có nắp ở bên trong, nó chỉ là sô-cô-la Eminem ở ngoài bình thường. Và bên trong sẽ là một lớp nhân caramel. Nhìn nó cũng tương đối thơm, nhưng mà nó sẽ khá là ngọt. Thật ra mình sẽ thích nó hơn nếu bên trong nó là caramel mặn. Nó sẽ cân bằng cái độ ngọt ở cái kẹo này hơn một tí. Lại chấm em này 8 điểm. 6 điểm. Khó tính. Mình khó tính như bà già ấy. Mình rất thích ăn sô-cô-la. Anything đều được. Ăn cái này xuống răng nữa. Mày chửi Thủy ra. Ăn nhiều đồ ngọt đây này. Sao chửi nó thân, từ liếm cho hết sô-cô-la răng đã. Thế đấy là Eminem nhưng mà là thanh sô-cô-la mọi người ạ. Mình chưa thấy cái loại này bao giờ, hôm nọ mình có nhìn thấy ở trên mạng rồi. Cũng là trước khi mình sang Thái. Chị biết không, khi mà chị nghĩ đến cái gì nhiều quá ấy, chắc chắn sẽ gặp nó. Đấy là luật hấp Alex. Mình không bao giờ nhìn thấy mấy cái thứ này trên mạng ấy vì mình không bao giờ mình nói. Đây đều là những thứ đồ ăn vặt lần đầu tiên mình nhìn thấy. Wow. Đời. Ê, chia đều luôn này. Đây là đằng trước. Đằng sau thì nó sẽ trông hơi creepy một tí. Mình biết là rất nhiều các bạn sợ những cái chấm chấm này. Ngon không? Có một viên Eminem này. Cái này thơm mà. Khá là ngọt. Nó không thực sự thơm bằng các cái sô-cô-la sữa của các hãng khác mà mình hay ăn. Ví dụ như nó không thơm bằng Dairy Milk. Như cái Dairy Milk vừa rồi mình ăn này. Cái Dairy Milk này bình thường mình ăn sô-cô-la sữa Dairy Milk nó đã rất là thơm rồi. Hoặc là của Mika nó không thơm bằng.
ở đằng sau cái kiểu chấm chấm này là cái như kiểu bánh xốp ngũ cốc ấy, ở bánh xốp ngũ cốc ăn nó xốp xốp. Hay là ở cốc giữa nó có những cái viên M&M, nhưng mà mấy cái miếng này không có M&M mọi người ạ, hiếm lắm mới thấy một viên M&M rơi rớt. Cái mắt logo của M&M đấy, cái viên M&M ở trong cái sô cô la này nó không được giòn đâu, về cái độ thơm thì chỉ được tầm khoảng 6-7/10 điểm so với các dòng sô cô la sữa khác, và nó cũng khá là ngọt đấy. Chấm em này 7 điểm. Tiếp đấy là chocolate matte cookie của Ovaltine. Xinh. Xoay bánh, liếm kem, chấm sữa. Tôi ăn thử. Vừa miệng ấy chứ. Cái bánh thơm nhỉ? Bánh không bị ngọt quá. Ngon đấy. Thơm á? Không ngọt quá các bạn ạ. Thơm đúng như kiểu là Ovaltine bọn mình uống sữa ngày xưa ấy mà. Mọi người biết là ngày xưa Ovaltine và Milo mà bọn mình hay xúc cái bột trước khi pha sữa lên không? Bọn mình ăn sống ấy. Cái vị thơm của nó tương đối như thế và nó có mùi thơm của bánh quy nữa. Nó rất là bùi và rất là thơm. 9 điểm. 8 điểm. Bọn mình còn 3 túi kẹo cứng cuối cùng. Cái túi này chắc là mọi người đã quá quen thuộc rồi. Cái kẹo dưa hấu rất là nổi tiếng. Thì nó có một cái tương tự nữa là Cooling Lemon Sea Salt chanh muối mọi người ạ. Thế mà không mua cái vị đào thơm cực. Không biết đâu mình thấy. Chắc là cái đấy nó không có, chỗ đấy mình không có. Mà một cái cũng là kẹo Ovaltine. Thôi đang đá Ovaltine thì ăn luôn Ovaltine nhá. Cái này mình ăn rồi. Ngày xưa mình đã ăn rồi. Ê, cái này trông như cái viên thuốc ấy. Như cái viên thuốc bổ phế mà thuốc ho. Ờ thuốc ho nâu nâu ấy. Ngon. Ăn giống như bột Ovaltine ấy. Nó đóng thành viên thôi. Nhai đi. Giống kiểu Milo, nó làm Milo cup ấy. Thì Ovaltine làm viên. Đây là thỏa mãn đam mê cho những người hay ăn vã bột. Chuẩn. 8.5. Tại vì nó chấm rồi cho mình sẽ trừ đi 1 điểm về 8.5. Thế mình sẽ khó tính giữa. Thôi ta đóng vai khó tính. 8 điểm. Để xanh trước đi. Cái dưa hấu này ăn nhiều rồi. Chắc là vị ai cũng biết rồi. Nó là dưa hấu Bắc Hà man mát. Em này màu trắng vàng. Này cái này có mùi như kiểu cái mùi ở spa của Sen ý. Mùi nước rửa bát. Mùi nước rửa bát mọi người ạ. Ew. Ew. Mà đây không phải là nước rửa bát kiểu Sunlight thì ở đây Mỹ Hảo. Nhưng mà ngon. Không. Giống như ngập một cục nước rửa bát trong mồm thì làm sao mà ngon được. Định nghĩa về ngon của mày bây giờ khó tả đấy. Thế sao cái ngon thì chấm thấp. Thế là nước rửa bát là ở nhà lấy rửa bát xong rồi hay mút được không? Ăn nó không khác gì. Đấy mày thấy ngon nữa đi. Điêu. Điêu mồm nó quen đi. Mình sẽ không chấm điểm cái này. Nó có cái vị tương đối giống cái vị kẹo dưa hấu, nhưng cái mùi của nó thì khác hoàn toàn ấy, kiểu như thế. Mình chưa kịp cảm nhận vị mát họng vì mình không nuốt nhiều. Ừ, mình đã thấy cái vị nước rửa bát rồi. Thôi, ăn một miếng mà đi cho thơm. Cứu lại vị giác. Rất thơm. Kẹo dưa hấu thơm đã mát ấy. Nút lỗ mũi. Cái kẹo dưa hấu này thì thơm này. Cái này mình sẽ chấm 9 điểm. Nhưng mà cái chanh kia mình sẽ chấm 1 điểm. Sẽ không chấm đi một điểm tại vì người ta bảo 3-1. Nếu như mà không nói được gì tử tế thì đừng nói gì, thế nên mình sẽ không nói gì cả về kẹo đấy. Mình sẽ không nói gì cả. Thủy sợ bị ném đá. Bạn nào mà là fan của kẹo chanh muối thì đừng anti mình nhá. Nhưng mà thực sự mình thấy nó giống mùi nước rửa bát cực, sự thật luôn đấy. Nhưng mà cái này thì ngon lắm. Thế cho nên là mỗi lần mà thỏ đi Thái Lan về là mình phải sang luôn. Hết rồi. Ăn bim bim không? Nếu mà bạn nào lần này mà đi Thái mà sang 7-Eleven thì nhớ mua hai cái này. Một cái là Lay's trứng muối. Và một cái là Dairy Milk với cả Oreo. Cái ngon nhất, the best của ngày hôm nay luôn. Cái bánh kia cũng ngon. Mình nghĩ là các bạn sẽ không hối hận một chút xíu nào hết. Đây, cái bowl, bánh the bowl. Đây, nó sẽ trông như thế này. Nhớ đi tìm món này để ăn nhé. Giờ thì có lẽ là chúng mình sẽ kết thúc video này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video ăn uống lần tới nhé. Xin chào tạm biệt.